Tôi đã áp dụng cái phương pháp này để thực hiện tối ưu cho rất nhiều dự án hệ thống lớn ở trong và ngoài nước. Nếu muốn biết tôi có chém gió hay không ấy, thì tôi có chia sẻ đầy đủ tên dự án, tên khách hàng của tôi ở trong phần tiểu sử ấy. Anh em xem nhé, anh em tập trung nhé. Đây là cách thức để giúp anh em không phải cứ lọ mọ tìm kiếm từng cái kiến thức giải rác trên mạng về tối ưu, xong cùng ghép vào thì lại không làm được trong dự án thực tế. Anh em làm theo cái hướng dẫn sau thì mình tự mình có một cách bố cục cực kỳ logic. Phải bắt đầu từ cách thức thực hiện của một câu lệnh SQL để xem nó chạy như thế nào thì chúng ta mới tối ưu được. Thì đây là 6 bước anh em mình cần phải biết. Trong 6 bước này thì từ bước này là quan trọng nhất, là ảnh hưởng đến hiệu năng của câu lệnh. Hai bước này thì tiêu tốn rất ít tài nguyên này, bỏ qua. Thấy ạ? Thì tất cả những thứ anh em phải đọc trên mạng á, ví dụ như index, hint, partition hay cái gì đó, nó đều thuộc vào cái việc về phương án thực thi, chiến lược thực thi. Thế vậy thì anh em phải đi từ thằng cha, thằng tổng này thì tao mới biết là tất cả những kỹ thuật bên trong này là gì.